con này được con một nê, được con trình rất là to này mọi người. Đây là con trình đi ăn. Wow. Ghê chưa. Trình đi ăn nha. Con này khoảng 5kg, 5-6kg nặng lắm. Rồi giờ cũng tới lượt em Tiên sống lăn. Rồi giờ Tiên thay đồ, chuẩn bị sửa sàn xuống săn bắt hải sản cho cả cho mình xem. Ok mọi người, thì đây mình cũng xong nha. Giờ thì xuống bắt hải sản thôi. Vừa nhảy xuống sau 1-2 mét là Tiên phải xì tay về thả nước gương ra khỏi mặt nạ. Để mà xuống sâu thì hai động tác Tiên mới vừa nói là bắt buộc nha. Cảm giác hiện tại thì Tiên đang có xuống rất là ổn. Đây là lần thứ 3. Mực nước hôm nay lặn thì tầm khoảng 14 đến 16 mét. Lần giờ ép tay thứ 4 này. Còn cá hang đế này thì bắt gặp một con cá chàm. Cá chàm đa số nó sống ở mấy cái hốc đá to. Thì cũng khá bắt mấy con cá này về là thương lái mua ngay. Thêm một con cá bò nữa nè. Cá này thì ban đêm nó nép trong hang rất là kỹ luôn cô chú anh chị. Bắt một lần cũng cực lắm. Con này nó ngủ, nó có một cái gai ở phía trên lưng. Khi mà mình đụng nó gài là rút cái đuôi ra không có được nha. Tức là nó vô xuôi mà mình rút ra ngược. Bởi vậy mà phải làm cho nó yếu dần, nó xỉu thì mới rút ra được. Loại cá này thì to như thế này là hớt đát rồi cô chú anh chị. Nó không có to hơn nữa nha. Em Tiên bắt được một con hải sâm ga này quý cô chú anh chị. Hải sâm ga này thì thương lái làm sạch phơi khô xuất qua Trung Quốc bán cho Trung Quốc rất là chuộng ăn loại này luôn. Thương lái mua giá hiện tại là 60 cành trên một con. Con cá kình xanh không hiểu sao con này đi lẻ loi một mình. Thường thì cá này nó hay đi một cặp hai con. Cứ đi cặp là em Tiên không bắt, nhưng mà đi lẻ loi là em Tiên sẽ bắt. Thì đi một chập lâu. Giờ thì Tiên mới được một con ốc bàn tay này. Ốc bàn tay này thì nó cũng sống theo các khu vực nha, chứ không phải là chỗ nào nó cũng có đâu. Dưới cái mớp bé này em Tiên gặp nguyên một ổ cá chàm luôn nè. Cái chàm này nếu mà đi điện thì Tiên sẽ bắt hết luôn á. Bắn điện vào là nó sẽ đơ người và nó gãy đi là bắt sạch. Nhưng mà đi cây sâm như mấy anh em Tiên á thì bắt được khoảng 2 đến 3 con này cùng. Phía kia thì có một ánh đèn của anh Năm hay anh Thiện thì Tiên không rõ nữa. Kể như mình nhìn xem những cái con cá chàm rất là nhiều luôn. Mười mấy 20 con ở trong này. Con này là con thứ 2 này. Đi cài sâm thì bắt từng con. Nhưng mà có về sau con cháu mình có bắt. Chị nhà thấy không, nó thấy ánh đèn là nó chạy táo tét và nó nép đâu hết rồi. Quậy bụi lên có khi là không thấy nữa. Về đây là con thứ 3. Như vậy là chỗ này em Tiên xăm được có ba con thôi. Con màu trắng này là một con nhum đá này, nhum này thì không có gạch. Còn ốc sét, sét voi, không phải ốc sét vàng. Là ốc này thì luộc ăn hơi cứng nhưng mà ngon. Chỗ này có 3-4 con cá luôn. Nhưng mà Tiên chỉ bắt một con cá bò luộc. Cá này thì Tiên nhớ ra rồi, còn có tên gọi khác là cá bò lỏ nha. Tên thì cũng rất chi là hay, cá bò lỏ. Chỉ như hình dung cái con trước thì nó cũng ngang ngửa với nhau. Loại này hình như là ra đời rồi. Thêm một con ốc ăn nữa này. Ốc ăn với lại ốc bàn tay thì hai cái thịt ăn cảm nhận là nó như nhau. Đây là ốc đỏ, nó bò ở ngoài như thế này. Ốc đỏ thì giá trị hiện tại là 220. Đang có hạ giá cô chú anh chị. Chứ chuyến đầu mùa là tận 260. Và bây giờ cũng hết mùa ốc đỏ rồi. Hình như nó lủi xuống và không có trổ lên nữa nha. Đi thêm một đàn nữa thì em Tiên gặp một ổ ốc nhảy luôn này. Ốc này mấy năm trước Tiên đi trường xe, Tiên nhớ đây ở Đá Lớn bắt một ngày là 1,2 tấn. Ốc nó nằm dày đặc luôn. Nhưng mà 5 giờ đổ lại đây do thương lái ưa chuộng ốc này cũng hết rồi nha. Về đây là một khuẩn ốc nó còn sót lại tại khu vực Giàng Lớn, anh em bắt gặp thì được lượm nhặt cũng khoảng ký đổ lại thôi cả nhà. Ốc nhảy này thì thương lái mua ốc đỏ là 150.000 1 kg, còn ốc rắn thì khoảng 90-80.000 trên 1 kg. Nó cứ bắt cặp hai con như thế này, quá tuyệt vời. Có một con cá ngát này. Cá này thì nó cũng né né về tương tự như cái lê. Anh em đi khu vực ở thì không có bắt cá này nha. Thuộc tính của cái này sau khi sinh sản xong là nó sẽ yếu về chết dần đó mọi người. Có vẻ là tăng này em Tiên đi trúng đầm vị trí cá chàm. Nãy giờ Tiên bắt la ra suốt à. Thì cứ có những cái tảng đá to như thế này sẽ có cái chàm ở rất là nhiều. Còn cái nấc phi này, cái nấc này thì một số cô chú ở trong kè né cũng có ăn. Nhưng mà ở ngoài Tiên đặc biệt là không dám ăn luôn. Có một ánh đèn của anh Nam Bình đang có phe tìm những cái con cá chàm ở trong cái tảng đá này. À chà, ở đâu nó chạy ra quét rời này, 4-5 con luôn. Em Tiên xong được một con. Mấy con cá chàm này nó dạng ánh đèn á, cho nên nó không có chạy táo tét nha. Có nhiều khi mà thấy ánh đèn phát là nó chạy tùm lum tà le hết. Nhưng mà cái này chưa gặp ánh đèn, với lại nó dạng lắm. Còn thiếu bè cày bắt từng con mảng tăng 2 tiếng thì cũng được khá nhiều. Có một con cá nóc to đùng luôn, có nguyên một con cá ép đi kèm theo. Thì cái này anh em gọi là cái nóc phi. Nó phình lên tựa như cái thùng phi tròn bay à. Cái này thịt nhiều ơi là nhiều luôn. Nhưng mà đâu có dám ăn đâu. Thường bị ngộ độc cái nóc là do những anh những chú ăn nhầm cái nóc á, cho nên sẽ bị ngộ độc. Chỗ này thì có một dấu vết bò của một con ốc. Một số anh em gọi là mánh ốc này. Nó lủi dưới cát mà thôi, chứ nó có một cái ngòi thở, nó lú lên trên mặt cát để thở đó cô chú anh chị. Ốc này ở ngoài em gọi là ốc măng hoặc là ốc lủi kèn nha. Thì ngay lúc này cũng đã tới 2 tiếng đồng hồ. Đây là ký hiệu mà Tiên dè gió mọi người là đúng 2 tiếng anh em sẽ kéo lên. Tầng này thì hải sản khá thưa. Hiện tại thì mấy anh em thay tài phước lên, như là anh 8, anh 2 đang có kéo mấy anh em mình lên này. Thì sẽ bom cái ganh này để cho nó nâng kéo Tiên lên, để anh em phước lên đỡ nặng dây hơn. Rồi như vậy là cũng đủ tiếng đủ tăng. Tiên cũng mời cô chú anh chị lên đổi thành quả dê và xem thành quả hôm nay. Tài cứ lên là đủ hải sản dê để đè những cái vợt vào rồi mới đem sạch vắt tiếp. Thấy hải sản nó tươi bồ rất là rực rỡ nha, hải sản mới á. Rồi giờ thì thay tạm với anh em rồi, dây đầu khô cho ấm cái thì tạm thời mấy anh em cũng mới vừa nhảy xuống nha, cái mình dài chưa kịp đỡ dây hết nữa nè mọi người. Thì cũng mặc áo ấm, cứ lên là Tiên sẽ mặc áo ấm để cho nó giữ nhiệt, cho nó ấm hơn nha, nếu không là nó lạnh ngán lắm. Rồi là những con cá tho nè mọi người. Rồi giờ anh em mình đựng kép vào. Rồi là cái hầm số 5 muối cái đế. Ủa, cái bò bây giờ có cái bò luộc à? Cái khác à? Cái nhái à? Cái xanh này đó đi. Có cái xanh này ăn cho nó kéo con kìa. Chuyến này đi cá chàm rất là nhiều nha. Đây là cá chàm. Đây là cá dìa đá mít này. Là cá có giá trị anh Tiên sẽ lựa là gửi cho cả nhà mình. Ai xuống hồ con cá tho. Con này cái tho to. Cái tho lìa luôn mọi người. Rất là được giá cái này, ăn béo. Cái thìa lần này thì bên em mình đi cũng được 2 bịch cá chàm, lần trước cũng được 2 bịch, lần này cũng được 2 bịch. Cái chàm này vô mùa đánh lưới rồi á, đánh nhiều lắm nha, có khi đi một hôm cái tấn cá chàm luôn. Dằn lưới xuống nó đóng nhiều. Còn này cái hộp này là cái chợ, cái Tiên gửi đi cô chú chị nhà mình này. Giờ thì xúc đế đổ vào này. Này, thịt đi ăn rất là to luôn. tuần trước á, anh Tấn Quẩm có anh em bắt được nè con này 5 kg á, vậy thôi nặng lắm. Bây giờ khâu xúc đế bằng trường, xúc bỏ que cái chàm cũng có tạm nè mọi người. Đợt này 4 tầng rồi được 7 túi, và túi cái chàm tầng nữa được 2 túi nữa là 9 túi. Rồi, cứ lớp ké một lớp đá cho nó phủ ké là hết cho nó tươi. Ké này nó còn mới, ướp đá này nó tươi hẳn ngay. Tầng này được mấy con hải sâm, đúng một con hải sâm với lại một con tôm hùm. Thì bỏ con tôm hùm xuống. Hộp này là hộp đuôi tôm hùm. Rồi anh mua con tôm hùm xe ớt nữa. Mày có nghĩ như vậy thì phía trước này thì mấy em mình cũng dọn dẹp xong nha. Dọn dẹp xong thì trở lại vị trí ban đầu. Hải sản thì anh em mình cũng bỏ xuống hầm và bỏ xuống những cái khoang để nuôi hết rồi. Bây giờ thì anh em mình sẽ đi nghỉ. Phía sau mình chưa sẽ dòng lái. Đây là giải phơi đồ của anh em mình. Phía sau này thì công việc của thị trường và chỗ nhà bếp của anh em mình. Đây là cái hộp bánh trái ngày Tết này cả nhà. Vừa mới Tết xong còn dư bánh rất là nhiều. Anh em ai cũng mang đi rồi đậu lại ăn. Đây này, phết rồi bánh luôn. Hiện tại thì cũng nấu cơm lên cho buổi sáng ngày mai rồi cả nhà. Đây có hồng. Đây là cái nhà bếp. Đây là cái hộp đế anh em mình ướp cái lạnh để uống đây. Còn dưới này thì mấy anh em làm ở phía dưới. Đấy, anh em mới vừa bật cái đèn lên sáng trưng luôn. Rồi làm tầng này nữa là anh em mình sẽ được nghỉ nha. Thì đó, bạn Trương cứ trồng cano và theo mấy anh em lần trước nước này, cái sợi dây này thì lên đầu thì nó sẽ nhẹ hơn, mấy anh em dễ đi. Có gì thì gì nữa con cái định vị trước lần đó nha mọi người. Béo mực nước sâu bao nhiêu thì sẽ biết. Như nước hiện tại này 16 mét. Anh em lặn nước ngay cái chỗ này là 16 mét thì tương đương khoảng 10 xả tay. Rồi giờ thì tiên quá anh em sẽ đi nghỉ nha. Sáng thì sẽ dậy để ăn uống, hoặc là tí nữa tới giờ lên thì kéo anh em lên. Còn bây giờ thì cứ việc đi nghỉ ngơi. Rồi cũng cảm ơn anh chị mình đã xem video. Mọi người cho em một like và một đăng ký kênh để xem nhiều video cuộc sống của anh em Tiệp và cuộc sống đẹp phú quý. Giờ thì chào mọi người.